Crazy boy, crazy, crazy, crazy boy. Check it out, man. Check it out, man. Back to the game. Back to the game. Gọi tụi tao là nhân tài uyển chuyển tung flow như thi chỉ nhận thật đứa con website tiến hóa sau bao ngày đụng nhầm đến tao đừng hỏi sao tao chẳng bật bắt biến cách đâu làm sao mày biết được cái khó khi mới bắt đầu chập chững rap chắc view mày đâu mà mau đem ra đấy không có tao khuyên tụi mày nên ngừng rap ay hip hop trong máu gặp fake rap tao hành hình gặp tao kêu biết mày im lặng và đành nhìn sao mà cứ lại khi flow tao luôn uyển chuyển nghe xong chắc này chắc đầu óc mày sẽ nghĩ gọi tên tao là tâm nhỏ vẫn là thằng học sinh cậu không đeo khăn quàng hip hop ăn sâu vào tế bào vẫn làm nhạc cho đến ngày đăng quang ay gọi tên tao là tâm nhỏ gọi tên tao là tâm nhỏ gọi tên tao là tâm nhỏ anh em hợp mặt tụi tao cùng chăm nhỏ ay damn bum bum kay it me đâm nhóc tụi mày homie ride with me mà tao fucking trap mấy thằng phát ngừng rap đây đâu phải là nơi mày hiên ngang mấy thằng phát ngừng tap ay tụi mày đang hung hăng mà tụi mày đã khá là tự cao khi mà tao đang trên cung trăng mày nghĩ tụi mày đã cho nên bự sao cái thứ mày cho nó là tự hào không thể nào đem ra để chống cự tao sẵn sàng dập tắt hết đám nhóc tụi mày và không hề có một chút do dự nào ở ngoài đây chiến là chuyện cổ tích đừng biết đi do mày nhưng không bổ ích khi mà đéo dám ra khỏi giếng vì nó sợ tao giết hết mấy thằng chó ngỗ nghịch chỉ biết ngông ra vẽ làm màu mọi chuyện sự đời mày nào đâu có thấy cứ lo mãi nấp sau ở lớp cây coi chừng có ngày tao đốt cho nó cháy không phải tao vì tao hơn mày điều đó là việc làm xấu nha ghét tao vì tao không khoe mày điều đó chính là việc làm chậu nha tao và mày không đi chung đường đừng có mà làm giọng gấu cha khi mà tao và mày không chung ý tưởng thì coi chừng đầu mày ra máu nha nếu tụi mày thông nếu tụi mày hiểu nếu có độ ngông thì đừng làm chuyện đểu nếu tụi mày chấm cố gắng tạo kiểu tao như tôm ngộ không giết mày như luyện chiêu